đó là quán Benzema đấy. Bây giờ là anh em sẽ đi vào đấy. Có thủ xuất sắc nhất nhất đàn đấy, có thủ xuất sắc nhất đàn. Cho điểm quả u Juventus đi. Về đi Juventus. 1 2 3 4 5 6 7. Đây. Tất đây các bạn. Đi luôn tất này đi nào không luôn. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với channel Quản lý Blog của Trường Châu Phi. Hôm nay là anh em mình lên thành phố để mua sắm ít đồ đá bóng đấy. Không biết là lý do gì mà nay này mấy anh em nghiện đá bóng thế. Có cả Điệp này đấy. Linh Philip này. Chào các bạn nhá. Rồi Nam nữa. Rồi, không biết là lý do tại sao mà mấy anh em lại nghiện đá bóng, mò lên thành phố để mua sắm đồ. Thì nhân tiện đây thì cũng đi mua ít giày, rồi là quần áo, với là lưới, với là những cái phụ kiện mà đá bóng đấy, để về sắp tới là sẽ tổ chức cho anh em Việt Nam này, và cũng như là anh em ở trong bản đấy, mỗi người chọn đi vài người làm đội bóng để đá với nhau dịch giải đấy. Tí nữa mua cúp cái gì luôn. Hiện tại là anh em mình đang có mặt ở thành phố rồi. Thì vẫn là cái quán mà đợt kia anh Hùng với anh Tiến với Linh Philip vô một lần rồi. Đó là quán Benzema. Đấy, bây giờ là anh em sẽ đi vào đấy. Và nhà anh này là nhìn rất giống Benzema luôn, như kiểu anh em. Ừ. Thật không? Phải Benzema không? Mình nhìn trên ảnh thì cũng giống đấy. Tí là Điệp. Ô, anh Ngợi vào đường số 4 đây, đường số 4 vào nhà, đường bên này mà. Hả? Benzema đứng bên này. Biết đâu. Thì cua lên đây, cua lại. Có lẽ nó cua ở đâm thẳng nào đấy. Để lâu không lên thành phố, không biết đường. Có anh Tiến thì đỡ. Thường thường là toàn nhớ anh Tiến mua hổ thôi. Mua hổ rồi lên đây này. Ok, bây giờ là đến cửa hàng rồi. Đây, cửa hàng anh này thì nói chung là cũng rất là xịn sò đấy. Đây. Ui giời. Bota thì. Ôi, ta tudo bem? Benzema. Benzema, đấy Benzema các bạn kìa. Rồi. Bóng giày các kiểu ở đâu Điệp ơi? Giày này giày đá sân sân cỏ chứ. À đây này, đây này. Những đôi như này này. À đây này. Ôi mau, para número eso ya. Em comprar bué des. Đây, vem sur nhá. Đây, mỗi người một màu đây. Trintanove. 41, 42, 40. Trintanove. 39, 40, 41, 42. Não, diga, só vamos. Trintanove. Từ lên tận nô bơ qua đen ta ung. Đấy, mua cho Bảo này, anh Đông Bao Lù này, rồi Nam này, anh Hậu này, anh Tình này, Linh Philip luôn. Anh Dùng chân nhỏ đi 42 ấy. Hôm Quang Dùng 42, anh Nhân 41 này. Chú Long nữa mà, chú Long này cũng đá mà. Đấy. Thì ta lấy mấy cái loại đấy thôi. Đấy chưa cái mất nữa. Chứ cái con đinh này thì đinh ở trên có. Có sim có cái việc có đóng cái mới đóng ấy. Ta thử nha. Ờ thử đi. Đi đôi giày nào bây giờ nhỉ? Ấy si Trin Tano. Ấy si có đen tao. Đấy chọn nam màu nào? Màu nào này? Màu xanh à? Màu này à? Màu này đẹp này. Hả? Có đen tao rồi. Đâu? Một đen này á? Có đen ta đôi, tấm này 40 này. Ê, có đen ta.
Màu gì nữa? Màu nào? Đây này. Terin Tano. Quarantau. Quarantau. Sì, sì. Terin Tano. Quarantau. Quarantau. Rồi. Giờ P là ta ghi tao mày. Đẹp chứ nữa. Có cả lưới với gì nữa anh em các bạn. Đấy cái lyric đi yoga kabu on chứ. Football on chứ. À. Đôi cái rụt đôi. Now on. Đôi red đi. Grande. À grande. Ê. Sotto in red di quarto di football salon. À. Thế rồi, lưới to không, hết rồi. Lưới nữa là trước anh còn để mai vào trong bạn. Lưới nhỏ. Lưới to mà, lưới trước đá trong sân gạch rồi mà. Mua cả còi nữa. Esses são diferentes, espera só. Esses são diferentes que essas? Dạ, dạ. Vou trazer essas? Dạ. Đây rồi, anh lấy đôi này luôn. Bây giờ, chọn cái món đẹp này đi. À. Màu mẹ thì có biết đá không như bây giờ. Không, mình cứ chạy đi giải phong cách được đấy. À đúng rồi, được giải phong cách ở đây. Để xem là các con đôi nào đẹp đẹp nè. Không hết rồi nhà, không có mà nó bám bó chân như này đẹp này. Mà không phải là giày này. Ờ à, giày này không bám được, trơn. Đây rồi, mua mấy cái lót chân đây này. Đâu? Ờ đúng rồi. Không đau nha. Ôi gãy chân. Ui, 3.000 cái vậy. Một đôi. Hả? Ôi anh. Ôi anh. Anh em đang đi chọn ít trang bị để lấy dịch dài. Dịch dài đấu. Đấu rồi, đấu rồi, đấu rồi. Chân 11 nghe anh. Chân to, chân 11 nghe anh. Đây, kiếm cái lót. Anh có quên về quán đi. Quán này. Rồi đây. Anh có này. Đi qua đến ta. Có anh đi qua đi. À mà cái này vào là cũng cũng được ấy. Nhà anh ơi. Dây này, dây này dây cỏ rồi. Dây. Dây sân cỏ. Ê, tắt đi đây. Mà chứ có liền tập đi mấy nữa để giao lưu với Luân Đan. Nhưng mà tên là sân cỏ ấy, sân gì đấy? Cỏ. Cái này đinh này. Đinh này chạy mịt lắm này. Nặng mà chạy không bám được. Mấy cái này. Dòng này chạy sướng này. Bóng này đẹp này. Má nó cái suý bên đóng này. Cái suý trên đấy. Để xem nè. Giày mình có rồi. À, có ở nhà rồi. Có còn bóng quân cấp nữa. Giày này ở đây rẻ nhỉ, 15.000, 15.000. Ở đây luôn đa còn 30. Luôn đa này nó thủ đô, người ta kiếm nhiều tiền hơn, người ta bán đắt hơn. Ừ, có đoàn nào bản đấy chứ thầy lười thắng đi nói lười mê một sân mê muốn còn nữa. Đây sân bay này hết sân 11 rồi anh được mua sân 11 à? Sân 11 đi thuê sân mua cho găng tay thủ môn nữa. Ủa đây cực đây gì đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nghe đàn à, cái đấy cúp à? Đấy là cúp đấy, con này là. Rồi, để kiểm mấy cúp ra này. Để kiểm mấy cúp ra này. Rồi, một cúp này. Dài, dài chứ? Cơ thủ cứ như bạn nặng nhất dài ấy. À, rồi, ok. Mua hết, mua hết. Mua cái này về xong thì gọi anh em mình giải trí cho. Từ về chuyện. Rồi, dài dài phong cách đâu? Dài không? Dài, đấy à. Đây làm gì to như này? À đây cái này ghi này đúng cái không? Cái này không phải đâu. Cầu thủ xuất sắc nhất. Đấy cầu thủ xuất sắc nhất đấy, vô phá lưới như cái này này. À vô phá lưới à? Đấy là cầu thủ xuất quả bóng vang của dài đấy. Không có cân tay. Có. Đấy ngoài đấy là. Rồi phá lưới này. Cầu thủ xuất sắc nhất dài thôi, nữa thủ môn xuất sắc nhất dài. Đó đó đó. Đây mà anh, đây găng tay để đấm bốc. Đúng rồi, đấm bốc. Đây. Ôi, áo nữa để xem áo ở đây coi như nào đẹp mà. Barcelona. Bây giờ mình
À đây Juventus này, này cho cho điểm quả u Juventus này. Về về đi Juventus. Làm bộ Juventus được đấy. Em sông Lam nhà anh đang hoang. Sông Lam vài hôm nữa Juventus thật. Vâng, sao lại XL nó nhỏ như này? Này, bộ của Man đẹp này. Man à? Man đỏ này. Coi thằng này bố. Cái chín đây. Sờ cái là biết ngay, sờ vả là biết luôn. Ừ. Cái này mặc thấm mồ hôi mà mát này. Đâu hỏi nó đi. Xem mua 22 bộ. 11 Man, 11 Juventus. Juventus thì để cho Linh Philip cái gì mang thôi. Chứ mình cũng mang Juventus. Thấy Linh Linh có hay lắm sao? Hay lắm sao? Chẳng đến đúc gối đi. Cái gì? Gì đó? Đá được mà lăn. Thôi mình có mặc Juve, mình mặc bộ này. Mình mặc bộ đỏ cho nó có mặc hết sẽ bằng nhà. Slot on slot. Nè, đưa xa kia để bước vô cùng mình mà. Thế, giấy đẹp thế. Nó đi lấy thế. Ué, 40 đâu? Áo, áo, hồi áo anh Lý kìa. Chỉ nghìn bộ à? Cũng rẻ chứ, có đắt đâu. Cũng được đấy, vài này mặc sướng này. À, là chắc áo à? Như vài đây có về nhìn đẹp hơn đấy nhở? Nhưng mà chính sai nhỏ à? Ít lớn mà nhỏ đi. Juventus. Mua mấy cái quần này về để mấy ngày nữa là em bắt đầu vào mùa đông. Mấy quần này. Đây, mang bộ Juventus vô xem không? gia nhập Juventus. Đây. Giờ mà ra nhập Juve là mỏi. Không, tí là đi ra ngoài công an bắt hỏi chứ hồi hộ chiếu thì mới nhục này. Thế là gia nhập ở đây. Rồi, để xem là xem cái L này mang được không. Ui, to đấy nhở. Đâu, xe lớn. Đấy, chính thức gia nhập nha. Juve tút. Bước kẹo lớn. To. Đẹp đây. Mặc đá bóng nó phải rộng, đá bóng phải rộng rộng tí, không rộng quá xấu. Alo, người được tí ảo chạy phất phơ, ảo như chạy phất phơ sau đi thì chết. Đây là Juventus về Man, nhưng mà đây là của Man đây này, đây Man đỏ đây này, không Man đây này, Man đi cổ cả quấn này. Đây chứ. Nhưng mà nặng thật đấy, cái này nặng hết đấy anh. Nó tròn cái này. Tròn cho 11 cái này. 11 cái bạc, 11 cái váng. Mana. Quiero on the S. Y on the amarelo. On the. Cada cuánto? 1000 mà. 1000. Đấy. Thì nó là sao mới tới. Dạ, nào để bôi 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 không ăn thua. Cần hình như 30 cái, 30.000 cái đầu kia to hơn, đầu kia to hơn. Không cần anh ăn thua. Này cái đội Ma Lăng này đăng ký bia luôn. Thôi, Ma Lăng bắn bia kinh lắm. Thế nha. Thế anh bảo cái tao bắn đấy. Đâu chưa mày tụt mới. Đi vào. Europa. Gentile. Gentile. Sao aqui em baixo. Ah, já já. Đây kia rồi, đây này. Man này. Thì đấy mình bảo cái bộ này đẹp đấy, nhìn mặc nó sợ. Thì phải có hai đồ hai bộ đi chứ. Nhìn nó khác hẳn luôn. Sờ vào cái nó. Nhưng mà quấn đâu? Nếu mà bán mặt quấn thì bán đâu nhỉ? Quấn bán công luôn á. Anh như đây à? Không phải. Cái màu. Đây quấn công luôn này. Không phải. Không, quấn cỏ chứ lúc này thằng kia nói là không phải anh có. Ok, bây giờ là để anh em mà kiểm tra bóng của bóng nữa. Số camisa.
Ừ, bóng đều. Đúng không? Bóng cái bóng đều. Nhưng nhớ đi, 225 mà. Bóng xe bay, xe 5 bằng nhớ đi nhở. Hả? Ờ, màu nào được. Bên tay đẹp à? Đấy, cái bên tay đẹp à? Nhưng mà mình lúc này mua. Đéo về trong cái bóng này. Ờ, đánh cái bóng xin, rơ cái biển ngay. Không, cũng xin đấy. Nhưng mà xe 5 hay xe 7 nhỉ? Đây này, bóng lại đi này. Nhẹ nữa, gấp. Bóng đi đẹp hơn này. Bóng đi này. Ba lỡ tám mớ. Không mua áo thủ môn à, cứ mua cầu thủ về thôi. Tí nữa. Phải có một cầu thủ môn chứ. Ok. Ngày hôm nay tí là tính sau. Đây, tất cả những số đồ mà anh em mua ngày hôm nay này. Giày này. Ôi, hình như thiếu giày. Tính như thiếu giày. Để tính lại chứ thiếu giày. Mua giày Linh Philip phải chứ, để đây luôn đi. Đây, của anh đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anh này có giống Benzema không? Benzema. Ê, đừng bấm cắn là biệt. Cái này xe bao nhiêu đây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ơ sao là 9 đôi nhỉ? À? Ơ chú Long sai mấy nhỉ? 40 em to như nó 42 nữa. Ơ thì 40 được, lấy cho chú Long đôi 40. Mai hôm mà sao ba tu quá đen ta? Cái này. Chutera. Ê, cái này quay đấy. Ui, cái này dây đá này, đá sữa này. Cái này, S-U-K. 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 Cái này lấy cho anh Long đôi này luôn. Tạm không? Xin lỗi, cái con đồn. Nào, quay. Cái Rolando nó hay đi màu gì? Rolando lấy quả thương hiệu riêng. Chứ mình cũng phải mau lấy màu chứ, ai cũng biết thương hiệu riêng. Dây. Màu giống như luôn. Lấy cái dây phong cách. Lấy phong cách ấy. Chính quả, dây thế này. Ok, bây giờ là... Ôi, có thiếu gì nữa nhỉ? Để xem mà. Lưới này để mai qua bản lễ. Ờ, lưới. Có. Lưới to. Ờ. Juventus pediste quanto? Đây, à on. Không có tát à. Không có tát cần. Tất đi. Tất ở nhà đấy, tất Quang Linh Farm đấy, à Quang Linh Store đấy. Đấy. Sao quên? Tất đây các bạn. Đi luôn tất này đi nào bóng luôn. Ok, bây giờ tí ở tính tiền này sẽ quay. Ngày mai là sẽ lên sân Santo Antonio là sửa sang lại sân và cũng như là hàn khung sắt gôn với gì luôn. Cho anh em đá một cái giải lớn tầm $1,000, gà nha $1,000, thắng $1,000. Đây, đây là tất cả giày này. Giày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Với là một quả bóng, với là hai cái cúp. Ôi, cúp bằng nhỏ đi. Nhà 83 người à. Lấy cái cúp to lúc này mô. Đây. À đây. Không phải đây, nó phú phần lưỡi mà. À đây không phải đây à. Đây có biệt đá, biệt cái này là cô... cúp này. Cầu thủ hạng nhất dài đây. Rồi cái này là huy chương này. Đấy. Chỉ một trận thôi mà dẫn cái gì giật giải như huy chương luôn thì chỉ một trận thôi. Anh này đang tính tiền để tổng lại bao nhiêu đấy là sẽ trừ bớt cho một ít. Đây là những cái phụ kiện của giày. Áo đá bóng Juventus với là đồ gì được? Atlético Madrid. Cái gì? Atlético Madrid. Atlético Madrid. Đấy.
11, meias, 11, 11. Já colocamos. Yeah. Agora, as chuteiras. Conta todas as chuteiras. Hình như là phải cho cái ảo thu môn này nhỉ? Ảo mà... Hay là lấy cái bao hồ của Karen Lui. Đúng rồi. Chứ mà khó khăn rồi được. Lấy bao hồ Karen Lui được cho sáng, cho nồi. 4 5 Nhớ tám 13 người, 12 người đã mà. 6 Có 10 đôi. 7 Như anh Hùng có rồi nè. Chứ anh Hùng đã được. Ờ thì đó. Anh về anh Hùng có rồi. Ok. Vậy hôm kia mình mua bên California nên là không cần mua nữa. Lấy bên bên bẻ tú đi lấy lưới đi. Lấy lưới vô San Tô An Tôn nếu đi. Wow, tí về đá trao cục luôn mà anh. Mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Chết dày luôn, đã trao cục luôn. Không phải để mai, không để mai. Để mai đi hàn cái khung đó. Không, không cần đâu. Esse estilo está no promoção. Não, não, não. Não, 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 não. Esse estilo está no promoção. Esse é 1.500. Não. Không cần đâu. Đã gãy chân thì đi bọc bột thì cái vấn đề gì đâu. Bây giờ thì có phải chuyên nghiệp đâu. Mà lót chân mới lót hột gì. Todas as coisas pequenas juntas junto. Preço é aqui. É kêu to luôn chứ không kêu. À. Có ai đấy. Thì cứ kêu không thì mày lên giữa không kêu lại đợi đâu. Vô đóng tiền vang này thế sáng ấy. Thì vô trong tivi mày ảnh đi trả lại sáng răng ra vàng. Đem bỏ, anh bỏ thế nào rồi. Trong tay của nó rồi. Đây, thẻ đỏ nó này đấy. Nói nhiều rồi. Cho cái thẻ đỏ như này để. Xong đúng rồi. Rồi đi. Đâu cũng tôi, oan ấy. Giải đấu này tổng hết 2.000 đô mà. Giải thưởng 500 nữa mà. Desconto vai ficar 430. Vou comer 1000. Aqui são 11 meias de 1500, 11 meias de 2000, 22000, 22 equipamentos de 6000 cada, 132, 9 chuteiras, sapatos de 15000, um sapato de 18000, 3 conjuntos de taças, 49000 kwanza os 3. Pequeno, mấy médio, grande. Mấy cúp là 18.000 ghế đấy. 22 medalhas, uma caneleira, um apito, um cartão, um meia pequeno, um elástico para o pé, um joelheira, dois luvas de guarda-rede e uma bola de 22. É mais 1.000 won, né? Vou fazer a conta de novo. 16.500. Dài đâu nhỉ? Dài đâu nhỉ? Dài 17.000, 15.000 à? Dài 15.000 đôi, cái nhau cả. Dài bán nghìn đô cho phụ kiện bóng đá. Mas. 1.000 đô. Bước 15.000 đô, mua mấy chân đô. Đó là desconto của seu bocado, só 15 mil. Só 15 não, não é só 15. É porcentagem mesmo, acho que isso não posso fazer. Aqui não é 15. É 15 mil. 15 mil. Đồng hồ này thì ngoài chợ đấy được nghìn đi mấy. Ôi, xách đồ ra nha các bạn. Ôi, bây giờ là thanh toán tiền và về phá phân phát cho anh em rồi chia đổi bóng ra. Nếu mà chậm okay. Nhất thì mai mới đá được. Có nhiêu nhỉ? Như sai rồi. Esse pine não está certo. Liga de novo. Já vi, já. Aparece nas câmeras. Tá, desce.
não gosta, vou dar outro. Não? Gasolina. Esse corre, esse zero. Gasolina. Não? Esse zero. Gasolina. Vou te pedir. Não. Mãe. Mấy cái này anh ăn thua, mấy cái này. Gasolina. Nó khóa của mình. Mùi hôi lắm. Esse vem de quanto aí uma? 3.000 đi. Bằng bằng chai nước hoa của mình mà cái này bị hôi. À, cái này được. Thôi cứ lấy về đi cho anh em. Đây. Yes. Đấy, cho thì mình cứ lấy về thôi. Xin cô. Đây này nè. Mùi. Hôi. Cái chai màu trắng cái hôi này. Cái này đỡ, khỉnh xịt nước hoa mà như kiểu mà như kiểu mà bôi dầu có ăn được đâu mà. Lấy cái này anh lấy. Rồi, Omega đủ nhá. Rồi, bây giờ là anh em sẽ di chuyển về bãi luôn đồ để mở đi làm sân lại nhá, làm sân và lắp lưới. Ok, Omega rồi nhá. Rồi, chào các bạn nhá. Ok, chờ đón sắp tới là sẽ xem siêu phẩm, siêu kinh điển giữa Việt Nam và Angola. Ok, chào các bạn. Về ăn nhà rồi các bạn. Của anh à. Từ từ đây. Bên đây. Có kích cờ này không? Đây của mình đây, còn lại có các bạn này các bạn. Nó có cứ rồi. Còn hôm nào đâu đi. Chuẩn chuẩn sai rồi đúng không? Có sai rồi. Anh đóng 60 à? Anh đóng 41. Cái này còn 8 này. Anh muốn hai. Cái ca làm gì có ai? Cá cá không có. Cá cá không có bỏng đâu. 10 đồng cái. Cá cá không có. Đây đôi này của anh Long này. Đây đôi màu xanh của anh Long. Đây cháu qua mấy? Của em được 2. Của anh muốn 2 mà. Tự nhiên là đấy. Trời một. Đi đế. Của anh có điệp. Cái này của anh. Của em buồn hai của anh. Dây nhưng mà dây nhưng ơi. Thấy rồi chứ mở giống này đi. Không mua. Linh không mua. Anh ghét KK quá rồi, mấy cả Quang Linh quá rồi không mua. Chỉ còn có 10 anh em thôi. Chơi. Cái gì chạy không có lắm á. Không có đâu. Có tôi mua gì em. Mà cái gì em có số à? Tôi mới của đây đi. Đi bao trên đây đi bao ơi. Mà của anh cù thôi. Cù rồi thì có. Con đi. Lúc về hồi chứ nói cỏ đôi thôi. Không không anh. Làm ra. Mình muốn hai. Là tôi. Đây, Đây của em nữa. Anh lấy để em cho anh nói không được.